What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi khám phá một em mới của thằng Indra. Và em này thì ra mắt cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì hôm nay mình mới có thời gian để review em này. Đây là em AK384W phiên bản V2. Đây là một cái phiên bản nâng cấp của cái dòng AK384W phiên bản đời đầu. Và để xem thử hôm nay cái đời V2 này thì nó sẽ có những cái gì nâng cấp nhé. Ok, let's go. Ok, về cái cách đóng hộp thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ là một cái cách đóng hộp kiểu mới, tức là sẽ chỉ có màu nâu đỏ và màu đen thôi. Ở ngoài chỉ có ghi cái mã hiệu của cái sản phẩm thế thôi, không có gì đặc biệt so với những cái thằng khác. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có thêm một cái tờ hướng dẫn sử dụng khá là đơn giản, chỉ là một tờ nhỏ nhắn như thế này. Ở giữa thì chúng ta sẽ thấy chiếc bàn phím được bọc với hai cái mút khá là dày ở hai bên. Đấy. Chúng ta sẽ có một cái tấm cover. Em này bữa nay được tặng thêm một tấm cover để chống bụi rồi. Tiếp theo là chiếc bàn phím AK384W phiên bản V2. Ok. Ngoài ra thì chúng ta sẽ được có thêm một cái dây tai C, tu tai A đây, và nó sẽ có mạ vàng hai đầu khá là xịn sò như thế này, nhìn rất là bóng loáng luôn. Dây này thì tất nhiên là dây nhựa thôi chứ không phải là dây bọc dù, nhưng mà em này là dùng không dây cho nên là cũng không cần thiết phải dây xịn lắm. Chúng ta sẽ có một cái keybuilder khá là nhỏ. Keybuilder này thì chắc cũng ít người xài, hầu như ta sẽ sử dụng cái keybuilder bằng thép. Ok, quay trở lại em AK384W thì cái phiên bản nâng cấp này chúng ta sẽ thấy có một số khác biệt. Đầu tiên là về cái keycap, khi mà chúng ta cầm lên thì nó sẽ đập vào mặt ngay chúng ta một cái bộ keycap khá là đẹp. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là từng cái nét chữ nó cũng được chỉnh chu hơn rất là nhiều. Và cái keycap này sẽ có chất liệu khá là ngon đấy. Đây, mình gỡ cho các bạn xem thử nha. Một vài cái. Đấy, em này đang sử dụng là keycap PPT và sẽ là được double shot nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy đây là nó sẽ có hai lớp, màu xám ở ngoài, màu đen ở trong đó, và cũng khá là dày. Để ra thử một cái keycap màu trắng xem sao. Đó, keycap màu trắng cũng tương tự, cũng là double shot hai lớp luôn, rất là ngon. Và một cái đặc điểm đặc biệt nữa là cái chuẩn keycap này, các bạn nhìn thấy là cái mặt trên của nó hơi to và bề, thì đây chính là cái chuẩn mới, chuẩn CSA. Với cái chuẩn CSA này thì chúng ta sẽ thấy nó kết hợp giữa Cherry và SA, tức là nó sẽ có độ cao khá là thấp và cái mặt tiếp xúc của nó sẽ được làm bề ra, tăng lên đáng kể. Với cái chuẩn keycap này thì mình có cảm giác gõ nó cũng sẽ dễ hơn khá là nhiều so với lại những cái chuẩn OEM cũng như là những cái chuẩn đời trước của thằng 84W. Thì đến cái layout thì chúng ta vẫn thấy một cái layout 84 quen thuộc, vẫn có những cái mũi tên, rồi có những cái nút function ở phía đây, và nó sẽ loại bỏ luôn phần rung bát, tức là cái này gần giống như là TKL nhưng mà được đẩy gọn vào thôi. Đó là cái layout 84 chuẩn rồi, không có gì đặc biệt. Về cái thiết kế vỏ cây bên ngoài thì chúng ta vẫn không thấy có gì khác so với lại cái phiên bản trước đó, và nó chỉ hầu như chỉ thay cái bộ keycap thôi. Chúng ta sẽ có cái cần gạt on off ở ngay phía dưới đây, bốn cái miếng cao su, ở giữa là cái sticker của hãng và tem bảo hành. Đó, hết rồi, không có gì đặc biệt. Và con này thì phiên bản của nó sẽ không có LED nha các bạn. Các bạn nhìn này, đó, khi mình gạt on lên thì nó chỉ có nhấp nháy là đang tìm thiết bị thôi. Và cái đèn LED này là cái đèn LED của dùng Bluetooth hoặc là dùng không dây thôi, chứ còn không có cái LED của toàn bộ bàn phím nhé. Về cái bản nâng cấp này thì chúng ta sẽ có thêm một số cái, ví dụ như là thay vì chỉ có kết nối Bluetooth thì chúng ta sẽ có thêm kết nối 2.4G nữa. Đây, chúng ta sẽ có FN Space để chuyển sang chế độ có dây. FN ZXC là chế độ Bluetooth, nó sẽ có 3 cái kết nối, 3 thiết bị, 1, 2, 3, ZXC đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái nữa, đó là chế độ FN cộng với dấu ngã là sẽ là chế độ bật 2.4G. Đó, FN cộng với dấu ngã đây. Tức là mặc định khi chúng ta mở on lên thì nó sẽ là kết nối 2.4G nhé. Vậy là hồi nãy mình đã bỏ sót một cái cục receiver của nó nằm ở trong hộp các bạn ạ. Đây, hèn gì nãy mình mở ra mình lại thấy hơi ngờ ngợ.
Thì với cái cục receiver này thì chúng ta có thể kết nối nhanh hơn và cũng như là tiết kiệm pin hơn so với lại cái chuẩn Bluetooth. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn kết hợp với nhiều thiết bị thì hôm nay có thể sử dụng Bluetooth với ba chế độ kết nối này nhé. Về cái hiệu năng của em này thì em này đang sử dụng đó là switch của thằng Gateron để mình mở cái cáp đó cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây là switch của Gateron, khá là ổn áp trong cái tầm giá như thế này, và nó sẽ và cái plate của nó sẽ là plate thép, mặt sẽ là mặt ngược. Đây là những cái cơ bản của những chiếc bàn phím cơ rồi. Chỉ có những cái dòng kích tôm thì nó mới có thể là, hoặc là những cái dòng đời mới thì nó sẽ có mặt xuôi hoặc là có tích hợp hot swap luôn thôi. Với cái switch Gateron thì các bạn yên tâm là cái độ bền của nó cũng khá là cao và cái tiếng của nó thì nghe cũng ổn, nhưng mà so với những con stock thôi, chứ còn nếu như mà những so với lại những cái con kích tôm hoặc là những con mới thì nó sẽ hơi đuối. Chúng ta sẽ ngó sơ qua về cái bộ phận strap của em này nha. Strap của em này thì sẽ được lúp khá là dày, nó lúp đặc luôn. Và mình gõ thì cũng khá êm đấy. Tuy nhiên thì rất tiếc là con này là mặt hàn, cho nên nếu mà các bạn muốn mod strap thì các bạn phải gỡ toàn bộ mặt ra. Và chúng ta phải rã hàn cái switch thì mới có thể gỡ được cái strap này ra nha. Đây là strap plate mount. Về thời lượng pin thì nghe hãng công bố sẽ là 2000 mAh. Vì con này không có led cho nên với cái dung lượng pin khoảng 2000 thì các bạn có thể xài rất là thoải mái. Chất lượng build thì mình thấy nó cũng rất là ok, khi mình bẻ thì nó hầu như không có vặn xoắn gì, cầm cũng rất là đầm tay. Mặc dù con này pin cũng thấp chứ không phải cao, đó, cầm cũng khá là nặng tay đấy. Và cái chất lượng keycap thì cũng ok rồi. Bây giờ mình sẽ thử sao test cho anh em ba loại switch của em này đang cung cấp nhé, đó là brown, red và blue. Ok, sau khi sao test thì các bạn thấy là cái strap của những con này thì nó được hoàn thiện khá là ổn. Tuy nhiên thì space mình thấy nó vẫn còn hơi sộc sạch. Đó. Nếu mà các bạn muốn thì các bạn phải móc lại cái space này thì mới ngon được. Đó. Còn lại những cái nút ngắn như thế này thì mình thấy ok rồi. Và đặc biệt là những cái
nút lê gần một u như thế này thì mình thấy gõ khá là ổn, mặc dù là nó chưa có lúp hoặc là chưa có lót vam gì hết, tức là chưa móc gì hết. Khoảng tầm hơn 1,3 triệu thì giá của nó cũng khá là căng đối với những cái con mà đang thịnh hành hiện tại, thì nó cũng đã có hot swap rồi, có led đồ đầy đủ rồi. Thì cái này được một cái là nó sẽ có bảo hành chính hãng 2 năm tại Việt Nam, đồng thời là nó cũng khá là ổn, build cũng khá là ổn áp. Nếu như các bạn muốn chắc ăn, mang về sử dụng luôn thì có thể mua con này. Nếu các bạn thấy có ý kiến gì về chiếc bàn phím này thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Nếu mà các bạn muốn tham khảo giá thì có link ở phía trong phần mô tả của video đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Bye bye.